Vô anh ơi, vô. 1 phút 30 giây, vô. Trời, không thấy ai luôn. Vào ông già, vào ông già ngáo. Chưa thấy được nào. Đại khái may đánh xong tuyển sát thủ nhưng mà chưa có lịch xếp đội hình. Tối này, chắc tối này bốc thêm rồi này. Tối này bốc thêm. Mình đánh server đây trước xong rồi đánh tiểu là bóng đội có đi liền server đúng không? Đúng rồi. Không không. Đây là cuộc mùa giải trước. Mùa giải trước. Anh với Khải đi đánh. Võ công đúng rồi, 1, 2, 8. 8 còn 9 rồi. Có lịch này anh? Có lịch mai mà. 18 đánh mà. 18 đánh nè. Rồi, chắc tối này bốc thăm. Chắc tối này bốc thăm. Chưa có lịch bốc thăm thôi. 18 đánh nè, xong đến 19 đánh nè. Ôi, đánh 2 ngày thôi, 18, 19 là xong luôn á, 2 ngày thôi. Ừ, có lịch bốc thăm xong thì sang anh em mình tính mặc đồ nhá. Đúng rồi. Hôm ý dở nhất là chưa có ăn bang. Đâu, chưa có ăn bang. Chụp có ăn bang cũng đừng mua ngon, lại ngon. Mình mà có ăn bang hôm ý rồi thì ngon, coi như là mẹ cực chắc bé. Cực chắc luôn, đánh không sợ luôn. Không sợ thiên bang giết là được. Rồi, 1 phút. Chứ còn hồi đó xếp 5 hành thì phòng thủ nó hơi thấp, với 5 cộng 1 mà. Nếu mà vào bán kết chung kết thì mà gặp thiên vương thì Khải tính đạp hẳn. Một mình rượu ngon. Rồi, nhọn mình máu. Nhọn mình máu, rồi, và kẹo. Có đội đào tươi, võ gia, Tony Tèo. Mấy cái đội hot gặp đánh những máy này một ngọn. Đa số gặp cờ lon khá là nhiều. Một đội đào tươi thua Tèo còn một trận cuối cùng ạ. Tèo có 4 trận rồi. Ừ, mình hên quá. Mình mất có 1 trận thôi, cố lên. Tập 4 rồi. Giờ phải bắt được cái thằng tem kỹ sư đọc thiên đế chị đại này. Nó chưa bắt được trận nào nha. Phải gặp lại mình chính lại, mình phải bắt được. Không được. Rồi, tiếp tục chờ đợi trận khác thôi. Vô, 1 phút rưỡi, vô. Thằng nhân con dài, vô đi. Vô. Nam Thành Thủy. Mua nguyên nhà đầu Nam Thành Thủy luôn. Rồi, tiếp tục trận tiếp theo. Mình tập 4 rồi. Ngày đầu tiên thấy nó đang là ngày đầu tiên đánh là Dung Nhi đẹp được. À. Là được vô địch. Học bữa giờ là mất bữa này là thằng 15 tuổi đánh thôi. Xem con thằng cái đại kia đặt mua là học bữa luôn. Đồng tại tông sư, chiếu lông ngang dọc mây trời. Kia thiên vương, thiên nhân hay võ đàn. Người chuyên nhân Côn Lôn Thủy Yên xứng cùng anh. Hàng lâu quanh đại ly chốn lâm an hồng địa. Vương tương đạt lâm nguy khắp nơi vô hình nam bồng đồng. Cái loài 19 không có trình lập hay sao anh mà nó bán thì là mua 15 kim mà. Ừ. Chẳng đồ như kỹ chứ. Mình chốt 15 kim được đẹp rồi. Ghê quá chứ. Rồi 15 giây. Chẳng thứ 2. Chưa ít hơn. Tối mới ra mình gặp. Giờ đánh nhanh cho nó có điểm. Ở đây. Ôi, thắng luôn, đồ chiều này ngon nhờ. Không, đánh thắng luôn. Tiếp mình thắng luôn. Tiếp thắng luôn, 97% mà. Tự thắng này mẹ nó tính thời gian rất dài, nó rất ghét chuyện. Tự thắng là nó tính thôi như mẹ thời gian của mình đánh ấy, rất là đâu như là 60 giây, nó tính 60 giây hả? Ừ, vậy. Họ tự thắng này tính thêm 60 giây nữa. Ừ. Nhớ là vậy á. Trùng á lên 900 người dân. Gặp được em. 920 giây.
quyết thề đối duyên tương lai. Sao bây giờ rời xa đều tính theo một quá phút luôn đó. Mình nhớ vừa rồi là mình có 400-500 mấy phút mà sao nó tính phút một, có 900 mấy dùm da dữ chợ. Không thêm gì thời gian tích lũy nữa. Ủa lấy tất cả gì mà tính mới ra vậy ta. Nó tính là 360 giây nhá. Vá cái chướng má thằng nhóc này chết á. Một trận tự thắng là tính 360 giây chắc chắn nha. Hiện gì em nhớ là em anh em mình là mới có 500 mấy giây thôi. Mình nếu mà tính theo số điểm này nọ thì mình vẫn hơn ở thành thành top 7 là mình Việt Nam này, mình Việt Nam này, tại vì thằng này là 875 là em nhớ là em hơn anh em mình hơn nó hơn 200 giây lận. Mà sao giờ thì nhiên giờ thua nó dữ vậy. Mình cho mình thắng cộng B5B. Ờ, như là cộng 300 mấy giây sao không phải 60 đâu. Đủ gì. Không, B5B. 1 phút 60 giây là 360 giây. Trời, má, toàn B5B. Giờ là tính là thắng trực tiếp luôn, là tính luôn là 6 phút không đánh là nó cộng mình vô 6 phút luôn á. Đúng thế. Má, lỗ kiểu này, lỗ. Ráng 2 trận sau coi. Test thử kỹ thôi. Đâu, lầy luôn á. Vô còn 1 phút. Rồi. Em cứ build sao build cứ 3 món làm chậm, 1 món 30 cho nó rẻ tiền. Rồi còn lại là full kháng lôi. Cái áo phục hồi. Nếu mà được áo phục hồi làm chậm thì sinh lực nội lực cao càng tốt. Rồi hoặc là phục hồi kháng lôi cao vậy đó. Hai hướng. Đa số là bằng kháng lôi dòng 1, dòng 2 á. Nên là làm chậm dòng máy cũng được. Miễn sao em hợp lý với đồ em mà được. Mà sinh lực nội lực cao lên tí là càng cho thôi. Máy đồ đó tầm này dạo sốt đầy mà. Lên được 80 chậm, full kháng lôi làm đánh tống kim sơ, nhỏ đang đâu ai cũng chết được em. Còn nếu ok hơn thì anh nghĩ em mang thêm một cái đồ phòng thủ lý nữa được. Nó đang đùa, mới còn gì, mới phi dương rồi chứ. Ừ, nhớ cái này. Trong tống kim cái này có 4 năm con thiên không à, không có cái gọi thấy không thay đập khác chứ. À, rồi gặp cầu lon của em luôn. Ok, đó, thà gặp giờ chứ không gặp là nó trừ 300 mấy chục giây phí nữa. Đứng yên này mình ơi, bước chết luôn rồi. Đó, chỗ này nó tính trừ 300 mấy chục giây uổng quá. Rồi, còn chân trong này nữa. Nó, là tính có 15 giây xong này. Cái này tính là mấy trăm giây uổng. Rồi, đợi chân xong nữa. Okay. Vô anh Tùng ơi, đổ cho không có thằng nào vô rồi ta. Mình đâu, mình vô mình đâu. Chiều này không ai chắc. Ai liên đấu vô ngạc nữa nè em ơi. Vì có mình tụi mình cũng vậy. Hai đội cùng đánh em ạ. Rồi có mấy anh kia vô rồi, có mấy anh kia vô rồi. Có mấy anh kia vô rồi. Mình nào vô đi. Đúng rồi, có thêm vô, có người vô là có đội vô là được. Ba đội. Chủ cái gì bỏ thằng Minh vào đi, nhưng ba đội lẻ nó lại cho đội lẻ này chứ, đụng Minh đâu. Bỏ Minh vào đi. Ba đội à? À, có ba đội. Thôi giờ biết sao giờ, đụng tuần này nó bị nữa, sợ luôn á. Bắt đầu rồi, hết giờ rồi. À, còn một phút, Minh nói ra. chết. À, đánh đường đấu đi trực người rồi, chết rồi. Thôi em đánh á. Đánh ngay trên này chẳng ghi cho thua cho thắng rồi. Mày mất phí. Có 3 đội à. 3 chương trưa nay to này. Rồi thêm 1 đội nữa kìa. Và 4 đội rồi. 4 đội. Chiều tối mình ra đông tí nữa. Đánh này buổi trưa sợ quá. Xích thắng là mất 300 sức dây thầy hà tích lũy má đâu. Thà gặp ai đánh 30 giây xong cái máy. Đỡ thắng kiểu đó, nó tính giờ kiểu đó, toàn 15 giây. Mười giây. Rồi, bắt đầu. Thôi, xong, đầu má thắng nữa. Đúng rồi. Thua. Má lên 360 giây nữa Tùng ơi. 50 giây nữa Tùng. Thêm 360 giây này chứ, thấy chưa? Má, đúng thì sợ luôn. Nó cộng luôn 360 giây. Đâu, kiểu này chết rồi. Chiều mai phải tính sao kiểu này là to nữa nè. Đủ 2 trận liền, mất 720 giây. Vãi cái chương. Rồi, rút kinh nghiệm anh ơi. Đâu, má, không đánh thua 3, thắng nhưng mà lên 360 giây. Má, đầu thiệt.
hai trận liền. Đừng nói. Trời ơi, lên một ngàn mấy giai liền. Vãi thiệt. Trời, đầu ghét thiệt. Thật đấy. Ghét thiệt sự luôn anh ơi. Đúng hai trận luôn. Nhiều khi thua nó vì cái này đấy. Đúng rồi anh, nhiều khi thua nó về thời gian này đó. Đang canh cái đội Minh Việt Nam này, cố gắng thắng nó một trận mà anh ơi, giờ thắng nó một trận vẫn thua thời gian, giờ phải thắng nó hai trận. Đâu, cái mùa này hai trận ngày hôm nay nó xét cái này to này. Ok em ao ảo rồi mày. Đóng được 700 giây, bó tay rồi. Thắng mà thêm cái thời gian to này.